Xin chào mọi người, và với cái clip ngày hôm nay thì Khánh Long sẽ cùng thực hiện chung với lại em gái của mình, đó chính là Kiết Minh, để khám phá một phần quà rất là đặc biệt. Xin chào tất cả các bạn, đây là hộp quà mà anh trai mình vừa nói. Thật sự là mình cũng rất là tò mò, không biết trong đây là được tặng cái gì nữa, nên là mình hãy cùng nhau mở hộp quà ra ngay nha. Wow, bánh đồ ăn các bạn. Trời, nhiều loại bánh lắm luôn. Thật sự là khác nhau hết đúng không? Khác nhau, mọi thứ là một cái các bạn. Trời ơi, đây là bánh Đài Loan nè. Thôi bây giờ mình sẽ đổ ra, đổ bánh ra và mình đếm thử các loại cũng như là mình thử luôn. Thử nha các bạn. Nhiều quá luôn, nhiều lắm luôn á. 1, 2, 3, 4, 14. Của em 15. Vậy là 29 loại bánh. Oh my god. Hai đứa ngày hôm nay sẽ thử hết các cái vị này để mình cùng cảm nhận với nhau. Đây là bánh sữa chua Đài Loan. Ở ngoài là giống như một như cái ôm. Ở ngoài thì nó giống sandwich đó các bạn. Giống như là một cái lớp vỏ sandwich, còn rất là mềm luôn. Mình bóp thì thấy nó mềm mềm. Còn còn cái nhân bên trong. Cái lớp nhân sữa chua bên trong rất là mịn, rất là thơm. Ăn nha các bạn, nhìn muốn ăn liền luôn á. Ngon quá. Không có ngán luôn á. Mà cái sữa chua này á là giống như là nó kết hợp với phô mai, thêm một ít à? Phô mai nữa. Rất là ngon, thật sự luôn. Khó luôn rồi. Ngon quá. Rồi tiếp theo đây là bánh khóm. Cái vị lạc và thơm của bánh mì với cái vị chua chua và ngọt của vị khóm thì rất là đặc biệt không? Ngon quá. Giờ mình thử tiếp đi. Anh thấy ba loại này hình như là gần giống nhau nè. Có dâu nè, có táo nè. Em thấy bơ, thấy bơ. Nhìn nó giống như là sandwich vậy các bạn. Lại thèm nữa rồi. Đó, có nhân á, có nhân bơ nè, màu xanh nè. Thơm bơ luôn á. Sao người ta làm được bơ hay ha? Ngon không? Thơm. Mình ăn thử cái bánh khác đi. Bánh là bánh mặn đi. Bây giờ mình tìm, bây giờ mình ăn bánh ngọt rồi đây. Bánh này có trà bông nè. Chia nữa. Cực kỳ mịn luôn. Mịn lắm. Trà bông thơm quá. Mà nó vừa có vị ngọt của bánh bông lan, mà nó vừa có cái lớp mặn ở trên nữa. Nhưng cái lớp bánh bông lan ăn vô là nó mịn, nó tan trong miệng luôn. Nhìn cái hình bên ngoài phô mai rất là hấp dẫn luôn. Rồi tiếp theo mình khám phá phô mai nè. Nhưng mà cảm giác bánh này không bình thường lắm, không có đặc biệt, chỉ có mùi phô mai thôi. Còn tại mình ăn mấy cái bánh kia nhiều vị quá rồi. Cái mà đặc biệt mình thắc mắc một điều à, các cái bánh mì, bánh sandwich của họ làm sao mà nó mềm như vậy không? Không có ngán. Sợ nhất là ăn những cái bánh mà nó mềm mới dính lại răng mình á. Bánh này đúng rồi, nó dắt răng rồi nó bị khô á, lúc mà ăn vô nó sẽ bị khô. Còn không có một cái bánh con bò dễ thương quá nè. Quá dễ thương. Đây con bò này, đây cũng là hình con bò này. Thôi nhưng mà con bò này dễ thương hơn, em sẽ ăn con bò này. Okay. Có cái mùi á, cái mùi thơm đặc trưng á. Cái mùi loại thảo mộc nào đó. Sao bánh bông lan mà lại có cái mùi này ta? Nhưng mà nó thơm, nó lại béo. Không biết nãy giờ mình hôm ăn cái bánh thơm mấy rồi ta. Hôm nay là hai anh em mình là một buổi trưa mà ăn nguyên một tiệc bánh ngọt không? Bánh dầu. Cái này ngoài có hình trái dâu và nhìn bên trong thì mình đoán là bánh dẻo gì đó chẳng hạn. Thì mình sẽ khám phá bên trong thử nha. Bánh dẻo hay không nha. Cho mình xé bánh này ra. Nhìn nó mềm mỏng quá, không nở xé. Góc tư á. Dẻo, chính xác là dẻo. Quả hài. Dẻo nè. Giống như là kéo kéo. Giống như kéo kéo dưới quê. Ở trong hình như là dừa đúng không? Có dừa. Hình như là dừa trộn với đậu. Cái bánh này là khác nhất từ đúng rồi clip tới giờ luôn á. Cái bánh chuối này nè. Bánh chuối này. Nãy giờ mình chưa có ăn bị chuối. Đúng rồi. Thơm ha. Cũng giống như mấy cái bánh bông lan hồi nãy giờ. Nó rất là mịn luôn á. Nếu như mà xét về mặt bánh bông lan thì nó ngon. Vị bánh bông lan còn vị chuối thì anh thấy nó còn nhẹ vị chuối. Chứ nó không có đậm vị chuối nhiều, nhưng mà ăn ngon, nó ra bột mềm ngon. Quan trọng là cái hình chuối dễ thương quá các bạn.
nước chưa? Em lấy nước nhỉ? Rồi, em mình hôm nay là khui thùng trà sữa Thái luôn rồi. Trà sữa Thái nè các bạn. Đây là trà sữa Thái đỏ, này là trà sữa Thái xanh. Cái này cũng là lần đầu mình uống trà sữa này luôn á. Nếu mà ngon thì mình sẽ chỉ chỗ các bạn mua. Wow. Em là bánh bèn, không thể mở được. Ok. Thái Lan là nổi tiếng với cái loại trà sữa này mà nhưng mà không biết. Thái Lan là nổi tiếng với cái đóng đầy chai quá chặt. Ừ, cái xanh này thơm mùi trà hơn cái đó. Cái đó thì có cái vị nó béo. Cái này giống như là nó có cái một ít mùi của xương sáo vậy đó. Thường thường là Đài Loan là vương quốc của bánh á, rất là nhiều loại bánh mà đặc biệt của họ nổi tiếng thế giới là bánh hồng lan, và làm rất là mềm mịn, và bánh sandwich nữa. Thật sự là khi ăn bánh sandwich thì cái nhân rất là quan trọng, giúp cho mình không có ngán cái vị bột bên ngoài và nó quyện vào bên trong. Trời ơi, sao em bây giờ em mới thử cái bánh này. Ngon hả? Cái bánh này béo dữ luôn á. Cực kỳ béo. Dành cho những bạn mà thích ăn béo. Ừ. Ngon lắm. Béo là béo. Ngon lắm. Đây. Đây mình cũng có tìm hiểu về bánh này. Đây được xem giống như là một cái dạng bánh bía của Đài Loan vậy đó. Uh-huh. Ừ. Rất thơm quá nhỉ. Đây cũng là bánh bía Đài Loan mà nhân nó sẽ nhân mè đen. Đây là nhân trứng muối. Trứng muối. Cái nhân ở bên trong giống như là bánh bao kim sa. Trời nhìn hấp dẫn. Nó còn mềm. Em cũng thích ăn trứng muối lắm luôn á. Thơm mùi trứng muối nữa. Để em bẻ. Nếu mà ai thích ăn kèm mè đen á là hợp với bánh này. Vì mè đen rất là thơm và đậm đà luôn. Cái bánh trứng muối này là dành cho em. Tại vì em rất là thích ăn bánh trứng muối. Cái vỏ này là không bị bể đâu các bạn. Cắn vô nó không bị gớt ra luôn nha. Cái vỏ bánh rất là quan trọng nha. Bánh này tiếp tục có chữ probiotic, tức là một cái lợi khuẩn cho cơ thể á. Bánh này nhắc em nhớ tới cái bánh mì hoa cúc, đúng rồi. Bánh mì hoa cúc á. Rất là giống không các bạn, nhưng mà nó là phiên bản mini á. Thật sự vẫn có một cái lớp bơ nhẹ bên trên nhưng mà ít lắm. Và nó cán rất là mỏng và màu trắng nên mình nếu mà nhìn sơ mình không có phát hiện ra. Mình nhìn kỹ sẽ có. Nhưng mà ăn vô thì sẽ có cái vị một chút vị béo của cái lớp đó. Còn cũng hơi khá là nhiều các bạn. Tiếp tục. Đây có bánh rán Doraemon nè, cái bánh này xếp hai loại cái bánh rán vậy? Thôi, cái này mình phải ăn kẹp lại nha, không gỡ ra được. Tại vì nó có nhân ở giữa. Thì mình bẻ ra làm hai nè. Tiếp tục là chia đôi. Nhưng bên trong anh nghĩ chắc có là đậu đỏ quá. Đậu đỏ hoặc là đậu xanh á, nói chung là nó là đậu á. Mà cái bánh này nó nhỏ nhỏ á, ăn nó vừa miệng. Khó khăn thật sự là trong việc mà chọn cái bánh tiếp theo để giới thiệu cùng với mọi người thì nó quá nhiều vị, quá nhiều loại mà cái nào mình nhìn cũng bắt mắt hết trơn. Mà hồi nãy giờ thì mình ăn bé cũng nhiều rồi. Giờ mình tìm cái loại chua tiếp Việt Quốc nè. Việt Quốc nè. Do chồng do dễ thương lắm luôn các bạn. Thấy cảm giác nó mềm lắm luôn á. Giờ mình ăn thử đi. Ăn thử cái. Có nhân á. Có nhân á các bạn ơi. Đây, nhân Việt Quốc màu tím tím dễ thương. Bên ngoài là bánh bông lan. Thơm mùi Việt Quốc rồi nó trộn với cái mùi sữa. Ngon dữ lắm hả? Rất là ngon. Ngon quá. Ăn ngoài nó đỏ ngán nè. Có vị chua chua của Việt Quốc nữa. Thôi mình ăn bánh mặn rồi đi. Bánh mặn. Kết thúc là sẽ ăn bánh mặn. Anh còn bí rất là nhiều cái khác nha. Cũng rất là ngon luôn á. Còn nhiều cái ngon lắm đấy các bạn. Nhưng mà no quá rồi nên là chắc là phải để lại cái bánh này thử sau. Trong là như gì ta? Như em thắc mắc quá. Tại vì cái ở ngoài là đồ mặn. Còn ở trong thì sẽ làm như gì chưa? Mà cái này là nó mềm xèo luôn. Mềm à, ở trong giống như có trà bông vậy đó. Nè. Quá. Bên ngoài thì có những cái tôm. Cắn thử một miếng nha. Cái bông này khác với trà bông lúc nãy nha. Cái trà bông này nó kết hợp hai loại trà bông. Bên ngoài là một loại trà bông khô, kiểu như là người ta rang ra tới hơi vàng xíu. Bên trong là trà bông họ trộn với một ít gia vị và một ít bơ nhẹ. Các bạn còn nhớ cái loại bánh mà hình trái bơ lúc nãy không? Thì hai cái bánh này là cũng giống như là bánh mì sandwich như vậy, nhưng mà vị nó khác. Một cái là vị táo, một cái là vị dâu. Còn riêng cái loại này thì không có chữ tiếng Anh thì mình đoán cũng là bánh mì và bên trong là nhân sữa thì nó phải vẽ hình sữa bên ngoài này. Tươi tươi. Hấp dẫn. Bánh này là hình con bò và giống như là bánh ong á, nướng vàng có những cái khúc khúc cắt ngang ngang và bên ngoài có hình con bò sữa.
thì một loại bánh mà bánh mì dạng bánh xếp mà bên trong có nhân sữa. Em mới tìm thấy cái loại bánh này nè. Cái bánh này giống bánh lăng quá ha. Giống bánh lăng nhưng mà em nghĩ là nó sẽ lại cái giống như là cái bản đúc của cái bánh ông già với bạn bánh bông lan ông già. Nhìn nó ngoài nó rất là mịn luôn á. Cái này là cái bánh triển vọng đó nha. Các bạn nhớ lưu ý cái bánh này nha. Đây, bánh này có hình bánh mì và ở đây có hình cái ly kem hay là ly cà phê gì đó. Và bên trong bánh bông lan mà nó không có cái lớp vỏ bánh bông lan bên ngoài, chỉ có lớp nhân bánh bông lan thôi. Và những bạn nào mà thích ăn ruột bánh mì, thích ăn cái độ mềm của ruột bánh mì thì sẽ thích hợp với cái bánh này. Đúng rồi, nó có nhiều người ta không có thích ăn cái vỏ, người ta chỉ thích ăn cái ruột thôi. Ăn cái này là hợp nè. Rồi, cái bánh tiếp theo nha các bạn. Đây, cái bánh tiếp theo. Cái bánh này á, hình như là ở trong nó là bơ á. Tại mình nhìn sơ sơ trên thấy, đúng rồi, nó vàng vàng là chắc là nó là bơ á. Nó cũng là một dạng bánh mì rồi, ở trong là chắc là nhân bơ á các bạn. Nghĩ là nó sẽ ngon á. Bánh này lời nè, ai mua bịch bánh này nó có mấy cái bánh nhỏ bên trong, 2, 4, 6 cái bánh nhỏ bên trong. Và bánh cuộn bên trong nó có nhân vàng vàng nữa, chắc là đậu xanh hay gì đó. Mình đoán như vậy. Rồi cái lượng bánh này vừa đủ thôi các bạn. Hay ở ngoài Sài Gòn cũng hay bán mấy cái bánh giống giống gì đây, nhưng mà cái lượng của nó hơi bự á, nên là cái này chắc là vừa mình có thể mang thêm trong cái túi làm việc của mình á. Đúng rồi, 6 cái bánh này mà nó kích thước nó nhỏ thôi nên ăn chắc sẽ không bị no đâu. Có đói bụng hay là sốc ruột thì chúng ta phải lấy từng cái ra ăn trong cái túi của mình. Để cái bánh tiếp theo nào. Bánh này là giống bánh bông lan cuộn mà mình thường hay gặp trong những cái tiệm bánh bông lan, họ cuộn lại và có những cái lớp nhân bên trong và có màu nữa. Cái này màu hồng chắc là dâu quá ta. Tại vì không có đọc được tiếng Đài Loan nên cũng chả biết là cái nhân của nó là hương vị gì nữa các bạn ơi. Nó chỉ để là còn cái bánh này thì một phẳng luôn là mặt bánh bông lan mà có những cái chấm vàng vàng bên trên, thì mình nghĩ là những cái mứt, như là mứt mít hay là mứt khóm gì đó họ chấm vàng vàng ở ẩn xuyên trong cái bánh bông lan. Hai cái bánh này giống nhau đúng không? Đúng rồi, giống nhau, giống nhau. Nó cũng là chắc cũng là trà bông á. Nó cũng là một dạng bánh mì gì mà có trà bông. Nhưng mà trà bông nó vẫn là hai màu khác nhau nha. Bên đây trà bông vàng, bên đây trà bông hơi nâu đậm chút xíu. Chắc còn hai loại là hai loại thịt quá. Có thể là hai loại thịt đó. Giờ chỉ có thể đoán thôi. Rồi tiếp theo cái bánh này. Okay. Này là bánh bông lan nhân kem, bông lan hình tam giác mà nhân kem, một có một lớp kem trắng bên trong. Và cho những bạn thích lớp kem trắng. Này cái màu đẹp quá vậy. Nhìn giống như là một cái lớp bánh mì á bạn. Lớp bánh mì. Cái bánh mì mà nó cao lên và cắt ra nhiều lớp. Đúng chính xác. Nhưng mà em nghĩ là nó bánh bông lan mà chỉ là cái hình dạng ở ngoài nó là bánh mì thôi. Ngoài ra thì nó cũng không có để thêm một cái chữ tiếng Anh nào để mình biết được nó có cái chứa cái gì trong đó, thì để là chỉ để sợ sơn. Mình chỉ biết là nó ngon thôi các bạn ơi. Đây còn bánh cuối cùng trong 29 vị đó là cái bánh hình giống như một cái hamburger mà họ có vẽ hình cái lúa mì bên ngoài và cái lượng trứng, cái chồng đỏ trứng gà chảy bên xuống bên chắc dưới chắc là nhân quá, nhân trứng gà, nhân trứng gà, trứng gà tươi và bên ngoài là bánh mì sandwich. Nó là bánh mì á chứ nó không phải là bánh bông lan. Cái vị lạ. Đó là các loại bánh mà mình đã giới thiệu với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thì thật sự là hai anh em khi mà nhận được món quà này cũng rất là bất ngờ và muốn khám phá, nhưng mà để dành lại để hôm nay quay clip và cùng chia sẻ với mọi người cái điều đặc biệt ở bên trong cái hộp quà này từ một người bạn. Đó là cái nội dung của cái video ngày hôm nay mà Long Long Ton cùng với Mindy đã giới thiệu với các bạn. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này và hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại ở clip tiếp theo. Bye bye. Chào, hẹn gặp lại. Bye bye.